Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Dao Làm Bếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó là cái strop. Thì strop thực chất nó là một miếng da được dán lên một cái miếng gỗ thôi. Tác dụng của nó là làm sạch vụn thép và làm tăng độ sắc cho lưỡi dao sau khi mài. Ví dụ như các bạn, đây là khi sau khi các bạn mài qua những cái đá, ví dụ tầm 1000 grit trở lên, tầm 1000 trở lên. Ở đây thì mình có một cây dao này, thì mình sẽ lấy ví dụ luôn cho mọi người xem. Thì trước khi sử dụng thì mọi người thì mình sẽ bôi lên đây một cái lớp, cái đấy. Cái lớp này đó là cái lớp sáp. Đây, nó là cái sáp đánh bóng thôi, bôi lên đây. Thì ở đây mình có một miếng đã bôi lên rồi, thì nay mình sẽ thử trên cho mọi người thấy. Ví dụ ở đây mình có một cây dao này độ sắc cũng khá là tương đối rồi. Nhưng mà khi cắt như thế này, các bác thấy là khi cắt như thế này vẫn cảm giác hơi khó. Thì mình sẽ lướt qua cái này để cho mọi người thấy là cái tác dụng của nó. Mọi người nhớ là lướt thì sẽ ngược theo cái chiều cắt của lưỡi dao, tránh làm rách của nó. Sử dụng thì nó cũng đúng như chẳng khác gì các ở mọi người ở nhà hay sử dụng những cái hay liếc những con dao trên những cái đĩa cái bát thôi. Đấy, các bạn dùng cũng đúng như thế. Mình sẽ thử cho mọi người thấy. Đó. Chi nó có thể cạo được lông nhé. Thì hiện tại bên mình đang bán cái strop này với cái giá đó là 200.000. Thì ai cần sử dụng hãy liên hệ với bên mình. Mọi người hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.